Xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng kênh chị và các bạn đã trở lại với kênh chia sẻ kiến thức của Dược Sĩ Luận. Kênh chị thân mến, hen phế quản hay hen suyễn là tình trạng viêm mãn tính đường hô hấp với các dấu hiệu khò khè, khó thở, ho kéo dài kèm theo sổ mũi, nghẹt mũi, đau tức ngực, rát ngực. Bệnh thường xảy ra vào ban đêm hoặc sáng sớm, có thể tự phục hồi tự nhiên hoặc dùng thuốc. Bệnh có thể tái đi tái lại nhiều lần, đặc biệt là vào thời điểm giao mùa và vào thời tiết lạnh. Bệnh diễn tiến nhanh, có thể gây tử vong nếu như không theo dõi và xử lý kịp thời. Có rất nhiều nguyên nhân gây hen suyễn, trong đó có các tác nhân dị ứng là nguyên nhân thường gặp nhất. Đó là dị ứng môi trường như bụi nhà, phấn hoa, nấm mốc, nông động vật, khói thuốc lá, một số con dẹp sống ở trong chăn đệm. Cũng có thể là các chất trong công nghiệp như bụi kim loại, khói xăng dầu, hơi sơn. Dị nguyên thực phẩm như hải sản, tôm, cua, cá, sò, trứng, thịt gà, nhộng tằm. Một số loại thuốc cũng có thể gây khởi phát cơn hen như aspirin, penicillin. Các bệnh lý nhiễm khuẩn đường hô hấp như viêm mũi, viêm xoang, viêm họng, amidan là một trong những nguyên nhân gây cơn hen ở bệnh nhân có cơ địa dị ứng. Yếu tố di truyền, trong gia đình có người bị hen phế quản. Yếu tố tâm lý như trạng thái lo âu, căng thẳng, sang chấn tâm lý. Những người có cơ địa dị ứng, người bị bệnh trào ngược dạ dày thực quản cũng hay bị hen suyễn. Triệu chứng đặc trưng của người bị hen suyễn phế quản đó là khó thở, khò khè, thở rít, đặc biệt khó thở lúc thở ra. Cơn khó thở thường về đêm theo mùa sau một số kích thích như cảm cúm, gắng sức, thay đổi thời tiết hoặc hít phải khói bụi. Một số bệnh nhân trước khi vào cơn hen có thể có dấu hiệu hắt hơi, sổ mũi, ngứa rát mũi, ho khan và buồn ngủ. Cơn khó thở điển hình lúc bắt đầu thở chậm, khó thở thì thở ra, có tiếng thở khò khè, khó thở tăng dần, vã mồ hôi, nói khó hoặc bị ngắt quãng. Cơn khó thở kéo dài từ 5 đến 15 phút, có khi hàng giờ, hàng ngày. Cơn khó thở giảm dần và kết thúc với ho và khạc đờm, đờm thường trong, quánh và dính. Khám trong cơn hen thấy có tiếng gian rít, gian ngáy lan tỏa ở hai phổi. Bệnh hen phế quản không thể khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân tuân thủ điều trị thì hen có thể được kiểm soát. Việc phối hợp giữa biện pháp dùng thuốc và không dùng thuốc là cần thiết để ngăn chặn những cơn hen phế quản cấp. Thuốc trị hen được chia thành 3 loại chính. Đó là thuốc kiểm soát hen phế quản dài hạn, là các thuốc dùng để duy trì, để điều trị bệnh hen, giúp giảm tình trạng viêm đường thở. Đây là biện pháp chính trong điều trị hen phế quản, giúp kiểm soát cơn hen hàng ngày và hạn chế xuất hiện cơn hen cấp. Loại thứ hai, thuốc cắt cơn hen có tác dụng nhanh, giúp cắt cơn hen và giảm triệu chứng khi bệnh nhân có cơn khó thở. Các thuốc cắt cơn hen như Ventolin, Salbutamol. Thuốc điều trị phối hợp đối với hen nặng, đây là các thuốc được xem xét khi bệnh nhân có triệu chứng hen dai dẳng. Một số thuốc hỗ trợ như thuốc giảm ho, thuốc tiêu đờm, nong đờm. Hen phế quản rất nguy hiểm, diễn biến rất nhanh, có thể đe dọa đến tính mạng của người bệnh. Người bệnh khi lên cơn hen thường hít không đủ không khí để cung cấp oxy cho cơ thể. Nếu không có thuốc cắt cơn hen hoặc không được can thiệp cấp cứu kịp thời sẽ dẫn đến suy hô hấp, hôn mê, mất ý thức, thậm chí là tử vong. Nếu người bệnh tiếp tục khò khè khó thở sau điều trị hoặc có các triệu chứng của cơn hen ác tính như khó thở tăng dần, cơn hen không dứt, khó nói hoặc khó thở thì cần gọi ngay cấp cứu hoặc đưa người bệnh tới các cơ sở y tế gần nhất để được xử trí và điều trị kịp thời. Hôm nay giờ xin lỗi sẽ bé nhỏ cho các anh chị một phương pháp chữa bệnh hen hiệu quả tại nhà, đó là phương pháp massage dây bấm huyệt. Trước tiên chúng ta hãy chà sát và làm nóng cái lòng bàn tay của mình, dây bóp vùng cổ gáy trong vòng 1 phút. Tiếp đó chúng ta chà sát vùng trước ngực từ sưng đòn đến ngang mũi trong vòng 2 phút, sao cho cái vùng này nó nóng lên là được. Và chúng ta tiến hành chà sát hai vĩ sườn cũng trong vòng 1 phút. Chúng ta tiến hành dây bấm huyệt thiên đột thuận chiều kim đồng hồ trong vòng 1 phút. Tiếp theo, dây bấm huyệt đản trung thuận chiều kim đồng hồ trong vòng 1 phút. Dây bấm huyệt xích chạch trong vòng 1 phút.
dây bấm huyệt phế du trong vòng 1 phút. Dây bấm huyệt phế du trong vòng 1 phút. Tiến hành dây bấm huyệt ngư tế. Mỗi huyệt chúng ta bấm 1 phút. Tiếp theo chúng ta tiến hành dây bấm huyệt khí hải trong vòng 1 phút. Thuận chiều kim đồng hồ, dây từ nhẹ đến nặng. Tiến hành dây bấm huyệt thúc tâm lý trong vòng 1 phút. Dây bấm huyệt phong long trong vòng 1 phút. Trích nẻ hai huyệt thiếu thương. Nên kiên trì và thực hiện quy trình trên đều đặn từ 1 đến 2 lần một ngày. Khi có cơn hen, có thể tiến hành xoa bóp, tăng cường độ và tăng thời gian. Khi xoa bóp, bấm huyệt nên làm chỗ kín gió và giữ ấm cho người bệnh. Hôm nay giờ suy luận, xin mách nhỏ cho anh chị em một bài thuốc trị hen rất hiệu quả tại nhà, đó là cây lá hen. Cây lá hen có tên gọi khác là tỳ bà diệp, bồng bồng bằng biển. Tên khoa học là Canotropis giganti. Theo đông y, lá hen có vị đắng, hơi chát, tính mát, có tác dụng tiêu độc, tiêu đờm, giáng nghịch trừ ho. Trong dân gian thường sử dụng lá phơi khô hay sấy khô, nhựa, vỏ thân, vỏ rễ của cây lá hen làm thuốc. Lá hen là cây có thể gây độc khi sử dụng ở liều cao, ảnh hưởng tới tim mạch, gây co giật, nôn mửa, tiêu chảy. Vì vậy khi sử dụng cần làm theo hướng dẫn và chỉ dẫn. Theo kinh nghiệm của Phương thì cây lá hen có thể thu hái quanh năm, mang về lấy khăn ướt lau sạch lông, thái nhỏ, sao qua cho héo. Ngày dùng từ 3 đến 4 lá, sắc với 1.5 bát nước, cô nặng còn 1 bát. Thêm đường vào uống, chia làm 3-4 lần uống trong ngày. Nên uống sau bữa ăn hoặc sau bữa ăn. Ngoài ra có thể dùng hoa và vỏ rễ, tán bột để điều trị hen. Lưu ý là cây lá hen này không được dùng cho phụ nữ mang thai. Cách chỉ có thể tham khảo bài thuốc thứ hai từ cây lá hen. Đó là lá hen lau sạch lông, phơi khô trong bóng râm, tẩm mật sao vàng 20g, cúc tần phơi khô sao vàng 14g, lá tía tô sao vàng 8g. Các vị thuốc trên hãm với nước sôi để trong bình kín, uống thay nước trong ngày. Chúng ta có thể thêm đường đỏ hoặc là đường phèn vào cho dễ uống. Bài thuốc thứ ba chữa hen suyễn, đó là độc vị cây sả. Thì cây sả chúng ta để cả rễ chặt nhỏ ra, phơi khô âm can cho bóng râm, tiến hành sao vàng hạ thổ. Mỗi ngày chúng ta lấy một nắm to khoảng 50-70g, sắc uống như trà trong ngày. Chúng ta uống liên tục cho tới khi cải thiện được triệu chứng. Ngoài ra chúng ta cũng có thể lấy lá nhọ nồi, lá cuốn xay, mỗi thứ một nắm, sắc uống thay trà trong ngày, uống liên tục cho tới khi khỏi. Hoặc là chúng ta có thể lấy một nắm lá bi đao kết hợp với hương nhu tía, rễ lá nốt, mỗi thứ một nắm này, sắc uống nước hàng ngày, uống liên tục cho tới khi cái triệu chứng bệnh nó được cải thiện. Một số cái biện pháp giúp chúng ta phòng tránh hen phế quản hiệu quả: hạn chế tiếp xúc với các tác nhân gây dị ứng như bụi nhà, nông động vật, phấn hoa, vệ sinh sạch sẽ nhà cửa, rèm màn thường xuyên, không nuôi chó mèo và các con thú khác trong nhà vì đông của nó có thể gây dị ứng và gây ra hen suyễn. Bệnh nhân dị ứng với loại thực phẩm nào thì cần tránh ăn uống các loại thực phẩm đó. Phòng tránh nhiễm khuẩn đường hô hấp, như chúng ta khi đi ra ngoài đường hay đến nơi công cộng thì nên đeo khẩu trang vào để tránh hít phải các cái vi khuẩn virus và khí độc. Thường xuyên rửa tay xà phòng, giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tránh lo âu căng thẳng quá mức. Khi đã được chẩn đoán mắc hen phế quản, người bệnh cần cẩn trọng khi sử dụng một số các loại thuốc như aspirin, các thuốc chống viêm non steroid vì dễ gây ra cái cơn hen phế quản cấp. Chủ động tiêm phòng vaccine cúm hàng năm, vaccine phế cầu, vaccine covid. Đi khám chuyên khoa hô hấp để được tư vấn mức độ nặng nhẹ của bệnh và có phác đồ điều trị dự phòng phù hợp. Trên đây là những chia sẻ của dược sĩ luận về bệnh hen suyễn. Hy vọng rằng những chia sẻ này
sẽ giúp ích được rất nhiều cho anh chị trong việc đề phòng và chữa trị hiệu quả bệnh hen suyễn tại nhà. Hãy cùng theo dõi kênh Trần Văn Luận Episode để biết nhiều phương pháp chữa bệnh hay và hiệu quả. Nếu anh chị thấy video này hay và ý nghĩa, hãy chia sẻ ngay nhé, để giúp đỡ được nhiều người hơn. Họ sẽ rất biết ơn các anh chị. Cảm ơn các anh chị đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.